Mến chào Gô Bách, mến chào Sức Rạng Đông, kính chào cô Ái Minh, kính chào Tịnh Như, mến chào Ngọc Đăng, mến chào Châu Phan, kính chào IQ em đó, kính chào Học Online, mến chào Trang Thư, mến chào Dung Nguyễn, mến chào Minh Tấn Duy Nhân, kính chào Diễm Nguyễn. Lần nữa, chào Sức Trần Đạo, Châu Khoa, Cây Nhật Bình. Sa thưa con, một chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Nhật Bình xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Vách Thanh Lá đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo thọ trì quy giới. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ chúng con ôn bài pháp của kinh cũ là 99. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn tiên phong ôn bài pháp của kinh 99 ạ. Sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ, sa thú lành thai, con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khaya. Con cung kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo cao thượng. Con cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ, thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Con xin được phép ngâm câu kệ số 99 ạ. Yamaniya ni aranyani yathana Ramati chanum vitaraga rami santi nate kama gavesino ramaniyani aranyani yathana ramati chanum vitaraga rami santi nate kama gavesino yamani yani aranyani yathana ramati chano vitaraga yami santi nate kama gavesino. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vì ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con cung kính lành lễ Chư Tăng và xin xin nhường mic này cho Rung. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khaya. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, đảnh lễ thượng tọa đại đức Tuệ Nhẫn, cô Thanh Mai Sa Đí. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh đã cho biết cho rõ vì hôm nay ở đây trời mưa to quá. Dạ, người nghe rõ là hữu ích. Dạ đúng rồi, mưa lớn quá ha, mình đánh vậy mà nghe được hả? Rồi bây giờ tự nhiên xin kể câu pháp cú số 99. Ramani yani aranyani yathana ramati chano Vitara Jatamiti Santi Nate Kama Vesino Narani Yai Aranyani Yathana Jamati Chano Vitara Gadami Santi
Na te kama gavesino. Hóa ái hay núi rừng, chỗ người thầm không ưa, vì ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Khổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Rừng sâu khả ái vô cùng, chỗ người phàm tục ngại ngùng bước chân, vì không dục trần bậc ly tham. Sống mười phần thân hoang, ca ma ni ya ni ya ra ya ni ya ta na ra ma ti ta no vi ta ra ya ra mi san ti na te ka ma ya ve ti no. Rừng sâu khả ái vô cùng, chỗ người phàm tục ngại ngùng bước chân, vì không tìm kiếm dục trần bậc ly tham sống mười phần hân hoan. Dạ, khổ thân này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, thầy Duyên đã kể xong rồi. Bây giờ thấy tín hiệu của sức đàn ông. Dạ, mời chị. Sa thủ lành thai cô tu nữ tự nhiên, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, sư tự nhẫn, cô tu nữ tự nhiên, cô tu nữ Thammachari. Con không biết cô Thammachari có sẵn sàng chưa, con kính mời cô kể trước. Xin cô cho biết tín hiệu, thấy cô đi ra đi vô hoài. Con kính mời cụ Thammachari nha. Con đi xuống mất á. Dạ, con không có nghe, không có thấy cô Thammachari cho tín hiệu. Vậy để con đọc trước bài kệ số 99. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Ramani yani aranyani yathana ramati chano vitara garami santi Na te ka ma ga we si no. Rama ni ya ni a ran ya ni. Ya ta na na ra ma ti cha no. We ta ra ga ra mi san ti. Na te ka ma ga we si no. Rama ni ya ni a ran ya ni. Yatha naramati chano vitaragarami santi nate kamagawe sino. Khả ái thai núi rừng, chỗ người phàm không ưa, dị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ramani yani aranyani yatha naramati chano vitara garami santi nate kamaga we sino. Rừng sâu khả ái vô cùng, chỗ người phàm tục ngại ngùng bước chân, vì không tìm kiếm dục trần bậc ly tham sống mười phần hân hoan. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn
Kính lễ cô tu nữ Tỳ Duyên, cô tu nữ Thammachari kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Đàn Đông cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kệ câu kinh Pháp Cú số 99 ạ. Ramaniya ni aramyani yathanara mati chano vitaraga ramisanti nate kama gawesino Ramaniya ni aramyani yathanara mati chano Vitaraga Ramisanti Nate Kamma Gavesino. Khả ái thai núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ramaniya ni aranyani Yathanara mati chano Vitaraga Ramisanti Nate Kama Gavesino. Rừng sâu khả ái vô cùng, chỗ người phạm tục ngại ngùng bước chân, vì không tìm kiếm dục trần, bậc ly tham sống mười phần hân hoan. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kể xong, xin gửi mic lại cho đạo tràng. Dạ, sa phu lành thầy, xích ta chẳng đạo. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khả Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 99. Ramaniyani Aranyani Yathana ramanti chano vitaraga ramisanti nate kamaga vesino ramaniyani aranyani yathana ramanti chano vitagara ramisanti nate kamaga vesino Ramaniyani aranyani yathana ramati chano vitaraga ramisanti nate kamanaga vesino. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lãn dịch của Ngài Minh Châu. Rừng sâu khả ái vô cùng, chỗ người phàm tục ngại ngùng bước chân, vì không tìm kiếm dục trần, bậc ly tham sống mười phần hân hoan. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ, Nam Mô Phật Tha Giá. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, kính mời cô tu nữ Thammachari là Sĩ Đại Minh ở chưa được kể này. Xin mời các quý vị là có thể kể, xin ra tay kể ạ. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thầy Giá, Nam Mô Thanh Lời Giá, Nam Mô Sư Thầy Giá. Con kính bảnh lễ ân đức chư Phật, kính bảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính bảnh lễ ân đức chư Tăng, con kính bảnh lễ từng tòa minh hạnh, đầy đức tự nhẫn, cô tu nữ tự duyên. Cô tu nữ thân mái Cherry, dạ kính chào với anh chị. Và máy ấy mình vẫn còn bàn tay của chị Trần Đạo. Ô, chắc bị cái gì rồi. Cảm ơn chị Đàn Đông, cảm ơn cô Tự Duyên, cảm ơn chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 99. Ramani Yani Aranyani Yathana Ramati Channel Vitaraga Ramisanti Nateka Magawe Sino Ramaniya Niaranyani Yathanara Mati Chano
vì ta ra 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 nít san ti đa tê ca ma ra quê si đồ khái thai núi rừng chỗ người phàm không ưa vị ly tham ưa thích vì không tìm dục lạc bản dục của hòa thượng Minh Châu. Ramani Yani Aranyani Yathana Ramati Chani Vita Raga Rami Santi Nate Kama Gagwe Sinu Ramani Yani Aranyani Yathana Ramati Chani vì ta ra ra rát nước xanh tí nó tề cà má ra về xin nộ rừng sâu khái vô cùng chỗ người phàm tục ngại ngùng bước chân vì không tìm kiếm dục trần bậc ly tham sống mười phần hân hoan quê của hòa thượng Giới Đức. Dạ con kính đảnh lễ đầy đức huy niệm về vào chân. À, và kính dân nít lại đạo tràng. Dạ sa thưa, kính cảm ơn cô em mình. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tâm đức, con thành kính đảnh lễ đại đức huy niệm Diệu Quang Năm vào đạo tràng. Dạ cảm ơn Xích Tạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn cô nữ, cô tu nữ Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và cảm ơn Sích Hoa Nguyệt. Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Thanh Giờ Quang Năm vào đạo tràng. Dạ bà sư, giờ giờ vào đạo tràng sư có cầm mịch được không bà sư? Dạ nếu sư cầm mịch được con cung thỉnh sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ Thượng Tọa Pháp Thanh có cầm mịch được không bà sư? Sư có nghe được âm thanh con chưa? Dạ nếu sư đường truyền sư ổn định rồi sư nghe được âm thanh con, sư có cầm mic thì con kính dân mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sư thanh tâm đúng rồi. Dạ chắc Nhật Quỳnh nói sai rồi hả? Dạ vậy đang đầu nghĩ chuyện nói chuyện rồi. Dạ kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con kính dân mic đến sư thanh tâm ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con thỉnh sư thanh tâm cầm mic à. Con chưa có nghe được, con chưa thấy sư cầm mic cũng không có nghe được âm thanh của sư. Dạ cảm ơn Giang Đông. Con kính dân mic đến sư ạ. À. Dạ mô Phật, chắc kỳ này nghe được ha. Trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, kính lễ chư tôn đức tăng, kính lễ thì kheo huy niệm. Kính chào quý cô và Phật tử. Sư đọc bài Kinh Pháp Cú số 99 ạ. Ramani Yani Aranyani Yathana Ramati Yano Vi Taraga Ramisi Na Te Kamaga Ve Sino Ramang Ramani yati aranyati yathana mar yathana ramati pano
Vitaraga Ramisanti Nate Kamaga Vesino Ramaniyani Aranyani Yaramati Yano Vitaraga Ramisanti Nate Kamaga Vesino Rama Niyani Aranyani Yatana Rama Tiyano Vitaraga Ramisanti Nate Kamaga Vesino. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc, hòa thượng Thích Minh Châu. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc, hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Rồi, sư đã đọc xong. Rồi, kính mời vị kế tiếp. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh ạ. Dạ, xà thủ xà thủ. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Thanh Tâm rất là nhiều. Dạ, sư vừa vào đầu tràng thì con thỉnh là sư đã lên liền. Dạ, con thành kính tri ân sư. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Con xin được ông bài pháp cú kinh số 99 ạ. Dạ, cảm ơn Rằng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Rằng Đông cho bài học. Ramani ya ni aranya ni yatana ramati chano vitaraga ramit santina teka kama we sino Ramani ya ni aranya ni yatana ramati chano vitaraga ramit santina teka maga we sino Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị đi tham ưa thích, vị không tìm dục lạc. Và đây là bản kỹ ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Ramaniya ni aranya ni yathanarama yathanarama ti chano vitaraga ramisanti nate kama yame sino Ramaniya ni aranya ni yathanara mati chano vitaraga ramisanti nate kama ga we sino Đừng sâu khả ái vô cùng, chỗ người phàm tục ngại ngùng bước chân, vì không tìm kiếm dục trần, bậc ly tham sống mười phần hân hoan. Và đây là bản hậu thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Thanh Tâm đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức và quý ngài đã hoan hỷ lên kệ kinh. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô Ái Minh, Vinh Quát Thanh Lá, Xích Trần Đạo, Xích Trần Ông, cô Tệ Duyên đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì đã đến giờ chúng con học bài mới là câu pháp của kinh 100. Trước khi chúng con được đại đức Tuệ Nhẫn thuyết giảng, và Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Quỳnh lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh pháp sư, và con cũng kính bạch với đại đức Tuệ Nhẫn. Và trong ban điều hành chúng con có người nhờ con cầm mic thì thỉnh sư là hôm nay sư hoan hỷ giảng kinh tóm gọn để cho đúng giờ, để những vị trong ban điều hành có việc phải rời rung sớm đó bạch sư. Con là người cầm mic, con nói là con phải chịu trách nhiệm, nhưng mà ai biểu con thì chuyện đó tính sao. Con tri ân sư rất là nhiều. Nhật Quỳnh kính mời Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato
Samma sambuddha sa. Phạm Thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp hàng đệ tử, có năm thầy tính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như ra được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăn thối không mòn, ai những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng đi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ đại đức trời nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh 100. Và hôm nay thì bài pháp của kinh 100 là hòa phẩm ngàn đầu tiên. Dạ bây giờ con cung thỉnh đại đức trời nhẫn ạ. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng minh đến sư. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con cung kính đảnh lễ Đức Phật, con cung kính đảnh lễ giáo pháp, con cung kính đảnh lễ chư tăng và thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ hôm nay chúng ta học về phẩm thứ 8 là phẩm Sa Há Sa Quát Gá, là phẩm ngàn. Bây giờ thì con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý để đảnh lễ ân đức Tam Bảo ạ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang avivadimi sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho sanghang namassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình vẽ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương đinh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có duyên lành thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn chắc chắn sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn. Các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được duyên lành gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và thành tựu ba la mật và chứng đắc được niết bàn. Do đảnh lễ ân đức Tam Bảo, phước phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư tăng chư thiên, Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc và tất cả quý tu nữ cùng chư Phật tử. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm được chứng đắc đạo quả đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, hôm nay chúng con thuyết câu kệ số 100, câu đầu tiên của phẩm 1000. Cái câu kệ số 100 này thì cũng có bốn cái đoạn. Và trước tiên con xin đọc và sau đó trích nghĩa từ vựng. Câu đầu tiên là Saha Sampatti Che Vacha Anattha Pada Sanghita Ekan Attha Padang Seyo Yang Sutwa Upat Sampatti. Cái nghĩa dịch Việt là nếu cả ngàn lời nói mà chỉ chứa được những cái từ vô bổ thì chỉ cần một cái từ có ý nghĩa còn tốt hơn sau khi nghe thì sẽ được an tịnh. Và con xin trích nghĩa từ vựng của hai cái câu đầu tiên gọi là Saha Saha Sa Mappi Che Wa Cha.
Anatha Pada Samthita. Cái từ Sahasang chúng ta biết là nó thuộc về từ Sahasa. Từ này nó chỉ cho số đếm, nó chỉ cho số đếm. Và nó thuộc về lưỡng tánh. Và cái câu kệ này nó chia theo chủ cách là 1000. Và cái từ tiếp theo là cái từ Vacha. Thì chúng ta biết nào, Vacha là một cái danh từ lưỡng tánh, chủ cách, số nhiều, và chỉ cho cái lời nói. Và chạy này thì chúng ta biết là những cái lời nói vô ích, phiếm luận, những cái câu chuyện dài như là câu chuyện gia đình vân vân, đủ thứ, nó không có liên hệ tới cái mục đích giải thoát, không làm cho tâm nó an tịnh. Và tiếp theo nữa là cái từ Anattha Pada Samhita. Thì cái này đó là một cái nhóm từ, nó có tới 4 cái từ, là từ An cộng với Attha cộng với Pada cộng với Samhita, nó thuộc về cái nhóm từ. Và ở đây nó nguyên cái này thì nó chia theo chủ cách số nhiều là chứa đựng những cái từ vô bổ. Cái tiếp đầu ngữ an á, thì nó có cái nghĩa là không, không. Thì chúng ta biết là cái từ á hay là an mà nó đi, nó là một cái tiếp đầu ngữ tùy theo cái mạch văn, tùy theo cái câu kệ mà có lúc thì nó là á, có lúc thì nó là an, nó có cái nghĩa của nó là không. Còn cái Attha Pada Samhita, cái từ Attha cộng Pada cộng với Samhita thì nó thuộc về nhóm từ, nó chứa được những cái ý, chứa được những cái từ có ý nghĩa, nhưng mà cái tiếp đầu ngữ của nó an nên là nó không có ý nghĩa. Còn cái từ Attha Pada thì nó thuộc về danh từ trung tánh, là từ có ý nghĩa. Attha thì nó thuộc về danh từ trung tánh, chỉ cho cái sự ý nghĩa hay là có giá trị. Cái từ Pa Đá thì nó thuộc về danh từ trung tánh, nó chỉ cho cái từ câu từ hay là lời nói. Còn cái từ Săng Hí Tá đó thì chúng ta biết là cái căn của nó là căn tha, tiếp đầu ngữ của nó là Săng cộng với tá, thì nó thuộc về quá khứ phân từ. Này là đúng của nó là cái động từ của nó là sanh tất tí ha, nhưng mà nó chia nên là nó thành cái quá khứ phân từ thì nó biến thể thành sanh hít tác, là nó chỉ cho cái, là được cung cấp hay là được sở hữu, được sở hữu. Và tiếp theo cái câu số 3 và 4 đó, là ê căng át thấp ba đăng xê vô văn xú toa ú quá xăm mắt tí. Ê căng thì chúng ta biết rồi, ê cá nó thuộc về số đếm là chủ cách, và nó thuộc về danh từ trung tâm chỉ cho một, số một, một. Và cái từ át thấp ba đăng thì là cái từ một từ có ý nghĩa, một từ có ý nghĩa. Seyo, Seyo thì chúng ta đã học nhiều cái từ này nè. Xây giá đó là tính từ trung tánh, chủ cách, chỉ cho cái sự tốt hơn, tốt đẹp hơn, đúng không? Danh thì chúng ta biết là nó thuộc về danh từ giá. Ở đây nó là đại từ quan hệ. Và ở đây thì nó chia theo đối cách, nó thuộc về trung tánh. Nó chỉ cho từ hay là đó, đó, hay nó còn chỉ cho là ai nữa, nó tùy theo cái ngữ cảnh. Còn cái từ xú toa thì chúng ta biết là căn của nó là căn xú cộng với toa, thì cái này xú tá tí đó, thì ở đây nó chia theo nó chia theo động từ bất biến nên là
Nó có cái nghĩa là sau khi nghe, sau khi nghe, sau khi nghe. Còn tiếp theo cái từ cuối cùng gọi là cái từ upasammati, upa cộng với sang cộng với giá tí, thì nó thuộc về động từ. Và nó hai động từ nó chia theo hiện tại, thì nó có cái nghĩa là được an tĩnh, được vắng lặng, được trầm tĩnh. Tiếp đầu ngữ của nó là upa thì nó có cái nghĩa là gần, hướng về hay là xung quanh. Còn cái căn sam tức là có cái nghĩa là an tĩnh, vắng lặng, trầm tĩnh, trầm tĩnh. Thì đó là cái nghĩa của những cái từ vựng trong cái bài kệ này mà con vừa trình bày đến đến chư tăng và tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. À dạ, con xin sám hối, con kính đảnh lễ ngài Thượng Tọa Thanh Tâm và đệ xin kính đảnh lễ sư huynh Huy Niệm và dân mạng. Dạ. Không biết có đại đức Pháp Tính không, con cung kính đại đức, đảnh lễ đại đức Tính. Dạ. Và ở đây cái nghĩa của cái câu kệ này được ngài Minh Châu ngài dịch là giàu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Nghe xong được tịnh lạc. Thì đó là cái cả hai cái thể văn xuôi và thể thơ kệ thì con đã trình bày đến tất cả quý ngài do ngài Minh Châu dịch. Và những cái từ vựng thì chúng ta được chiết nghĩa những cái từ vựng này. Chính vì cái từ vựng nó có rất nhiều từ nên là có nhiều ngài phổ thơ hay là dịch theo nhiều cái lối khác nhau lắm. Do vậy mà chúng ta muốn hiểu giáo pháp thực sự của Đức Phật á, thì chúng ta phải thực sự hiểu được cái đặc tính của pháp mà nó phải được thể hiện trong đời sống hàng ngày, thì lúc đó chúng ta mới không có bắt cái con rắn trong cái giáo pháp của Đức Phật bởi cái đuôi của nó. Chính vì cái chỗ này mà chúng ta thấy rằng chúng ta rất dễ bị nên là Đức Phật dạy là giáo pháp của ngài á, nó thâm sâu vi diệu, nhưng mà cái người nào mà không hiểu đó thì kể cả là có học giỏi cỡ nào đi chăng nữa thì không hiểu được những cái thực tánh mà ở nó xuất hiện ngay trong đời sống hàng ngày, mà chỉ bắt nó trên cái phương diện ngôn ngữ không đó, kinh điển không đó, thì nó cũng rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm vô cùng, là mà nó không những không đưa chúng ta đến an lạc, không đưa đến giới hạnh, không đưa đến trí tuệ, mà nó đưa đến cái sự mà gọi là phỉ báng, hoặc là đưa đến cái sự tranh luận nữa. Cũng chính là giáo pháp mà chính tranh luận với nhau, cũng chính vì cái nghĩa của những cái từ nó có rất nhiều như vậy mà mỗi một vị học ở cái nào cái kia rồi các ngài cứ dịch theo những cái này cái kia, chúng ta thấy có nhiều rất nhiều những cái bản dịch nên là nó rất dễ bị hiểu. Mà chúng ta hiểu ở chỗ này rồi chúng ta đối chiếu chỗ kia thì chúng ta sẽ thấy nó rất dễ xảy ra cái điều đó. Thì ở đây con xin mạn phép nói là như vậy. Bây giờ thì chúng ta đi đến cái câu chuyện pháp cú này, cái duyên sự của cái câu pháp cú này. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, câu pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết khi ngài ngự tại quê Lú Hóa Lá, Trúc Lâm, và đề cập đến cái vị đao phủ thủ gọi là Chô Đá Gá Tát Câm, tên là Tâm Bá Đa Thích Cát, gọi là Nam Đồng đó. Và chúng ta biết là tương truyền rằng thì có 400, ở trong bài kệ thì ngài nói là 499 cái tên cướp thành đó chuyên môn làm cái việc phi pháp, nhất là cướp phá xóm làng và nuôi mạng sống. Và đó khi đó vào cái thời đó thì có một cái thanh niên rất là tráng kiện lực lưỡng, và cuộc sống của anh ta thì không có bị những cái chi ràng buộc cả, và tên là Tâm Bá
Đa Thích Cá lăn đồng. Và khi đến gặp bọn cướp, nói là tôi cũng muốn chung sống với mấy anh, thì cái bọn cướp đưa thanh niên này vào thưa với cái đảng trưởng. Và cái thanh niên lăn đồng này ngỏ ý là muốn sống chung với bọn cướp đó. Thì chúng ta biết là chúa của đảng cướp đó, thì do người ta chém giết giết người và nó quen rồi. Và cái tâm của cái người mà chúa đảng cướp đó, do người ta sống với cái ác nó quen rồi, nên là người ta nhìn cái hành động, nhìn cái tướng của cái người lăn đồng này, thì cái vị chúa đảng này thấy là cái người này cái nội tâm của cái người này rất là hung dữ và rất là mạnh mẽ trong những cái việc ác. Do đó mà ngay kể cả chúa đảng cũng phải cũng khiếp sợ với cái khi mà thấy thì đã từ chối thẳng thừng cái vị chúa đảng này. Và thấy là cái chúa đảng này rất là ác ôn, và có thể chặt cả, thậm chí là chặt cả vú mẹ và cắt cổ cả cha mình ăn thịt uống máu. Thì cái vị chúa đảng đó mới nói rằng là chúng ta không cần hắn sống chung với chúng ta làm chi cả, mặc dù là bị chúa đảng không chấp nhận cho vào đảng. Thì chúng ta biết là gã thanh niên này cũng cứ hầu hạ phục dịch và lấy lòng cái tên phó đảng. Và lúc này thì cái tên phó đảng dắt anh ta vào và tiến cử vào với đảng trưởng, và xin chúa đảng chấp nhận cho cái tên này vào làm cái người giúp việc. Và vì có lời yêu cầu của phó đảng lên là cái đảng trưởng này cũng chấp nhận cho cái thanh niên này vào đảng, vào cái đảng cướp đó. Rồi thì chúng ta biết là vào một ngày nọ thì dân chúng trong cái thành đó hợp lực với cái đội binh của đức vua, và thấy mấy bọn cướp này hoành hành quá thì đức vua bắt và đưa ra cái tòa án để luận tội. Và lúc đó thì cái quan tòa kết án tử hình tất cả những cái bọn cướp này. Thì khi ra lệnh cho đao phủ thủ để chặt đầu bọn cướp thì nhiều quá, nhưng mà khi hỏi thì có ai chịu giết cái tên phạm nhân này thì không có một ai chịu lãnh cái mạng giết chết cái bọn cướp đó. Và sau cùng thì dân chúng mới bảo cái tên đầu đảng, nếu nhà ngươi mà giết chết những cái tên đồng bọn thì nhà ngươi sẽ được tha cho toàn cái mạng sống, và hãy giết chết cái bọn chúng cho nhà vua. Thì chúng ta biết là cái tên đầu đảng thì không có chịu giết cái đồng đảng của mình và để mình được sống còn. Và từ đó cái dân thành cứ thế mà hỏi hết các cái, đến cả 490 cái tên cướp đó. Thì sau cùng người ta mới hỏi đến Tâm Bá Đa Thích Cá, thì lúc đó Tâm Bá Tha Thích Cá nhận lời liền. Và sau khi Tâm Bá Ca Thích Cá khi giết cả cái bọn cướp đó thì Tâm Bá Đa Thích Cá được vua thắng và tôn trọng cái quyền sống như một người lương thiện. Thì chúng ta biết về sau cái dân thành thì hợp lực cùng với quân đội đức vua thì cũng lại bắt được 500 cái tên cướp nhiễu loạn ở hướng nam của kinh thành và mới đưa đến xử. Thì cái bọn cướp bị kết án tử hình cũng như trước, và dân thành cũng bắt đầu hỏi đến tên thủ lãnh, và đến tên cuối cùng thì cũng không ai chịu giết cả, cũng không ai chịu giết nhau cả. Nên là cái dân thành mới nhắc lại lúc trước thì có cái người giết hết 499 cái tên cướp, bây giờ người đó ở đâu? Có người đáp rằng anh ta đang ở cái xứ đó. Và nghe vậy thì
quan chánh án mới ký chát cho cái người mời Tam Bá Đa Thiết Cá về, và mọi người đồng yêu cầu hãy giết chết những cái tên cướp này thì anh sẽ được ban thưởng. Và Tam Bá Đa Thiết Cá liền nhận lời, và anh ta giết hết những cái bọn cướp đó, chặt đầu hết bọn cướp, và được dân thành rất là khen ngợi. Thì tiếp theo đó thì dân thành mới quyết nghị cái thanh niên này là có bề tài chặt đầu kẻ cướp như vậy, thì chúng ta hãy đề cử anh ta nên giữ chức gọi là đao phủ thủ thường trực cho vua quan trong triều đình. Thì Tam Bá Đa Thiết Cá đó được mời và được ủy nhiệm cái chức đao phủ thủ, và được dân trong thành rất là tôn trọng. Thì từ đó về sau đó, mỗi ngày Tam Bá Đa Thiết Cá thì cứ tùy theo những cái tội phạm mà ở trong cung đình nhiều hay ít thì cứ chặt đầu, có lúc thì một vài người, có lúc thì nhiều, và bị kết án, những cái người kết án tử hình. Thì chàng ta hành nghề đao phủ thủ suốt 55 năm. Và đến khi già cả đó, thì Tam Bá Đa Thiết Cá thì không thể chém được, không thể còn chém được nữa, một nhát mà đứt lìa những cái đầu người như trước nữa. Có khi thì phải chém đến 3-4 nhát mà khiến tội nhân vô cùng đau đớn. Thì lúc này dân thành mới nghĩ là chắc là ta phải tìm một cái đao phủ thủ mới, và cho cái đao phủ thủ già cả này nghỉ vì do cái sức khỏe yếu kém và làm đau khổ những cái phạm nhân quá thì không có lên. Và chúng ta còn lưu giữ cái ông không, chúng ta không muốn lưu giữ cái vị này nữa. Và thế là người ta mới cách chức cái vị Tam Bá Đa Thiết Cá này. Và chúng ta biết là khi mà đang còn cái nghề đao phủ thủ đó thì ông ta không có hề hưởng được bốn cái điều này: một là mặc y phục mới, hai là ăn cháo lấu với bơ. Trong khi mà ông ta nghỉ đó thì ông ta không còn được những cái điều mà nhà vua chu cấp nữa, và không còn được mặc những cái y mới, không có được ăn những cái cháo lấu với này bơ mới, và ba là trang sức bằng những cái vòng hoa lài, và bốn là xoa sức những cái dầu thơm nữa. Thì cái ngày bị ngưng chức á, thì chúng ta biết là Tam Bá Đa Thiết Cá mới dặn cái người nhà là hãy nấu cháo sữa cho ta ăn, rồi ông mới bảo đem y mới trang điểm với vòng hoa lài và mang dầu thơm ra sông để tắm rửa. Thì khi mà tắm xong á, thì Tam Bá Đa Thiết Cá mới mặc y phục mới và trang điểm cái vòng hoa lài, thoa dầu thơm khắp mình, và rồi ngồi ở nhà. Thì lúc bấy giờ cái người nhà mới đem đến trước mặt ông những cái cháo sữa bơ và nước rửa tay. Thì ngay trong cái sát la ấy, thì lúc đó trưởng lão Sariputta ngài vừa cái xuất cái thiền diệt Samapatti, và ngài quán xét cái hôm nay mình phải đi khất thực ở cái nơi nào. Thì ngài thấy với cái thiên nhãn của ngài, ngài thấy cái món cháo sữa của Tam Bá Đa Thiết Cá, và trưởng lão tự hỏi là cái người này sẽ hộ độ cho ta hay không. Ngài tác ý ở trong tâm như vậy. Thì ngài trưởng lão quán thấy sau khi thấy ta thì Tam Bá Đa Thiết Cá sẽ cúng dường cháo sữa đến cho mình, và y sẽ được cái phước báo lớn. Và chính vì ngài hiểu rõ như vậy, rồi ngài đắp y, ngài mang bát đến, và ngài đứng ngay trước cửa nhà của Tam Bá Đa Thiết Cá, và để cho Tam Bá Đa Thiết Cá nhìn thấy và cúng dường. Thì khi mà Tam Bá Đa Thiết Cá trông thấy trưởng lão thì ngài liền phát sanh cái tâm tình tính, và nghĩ thầm: ta hành nghề đao phủ thủ đã lâu năm,
và chém giết rất là nhiều người rồi. Hôm nay trong nhà ta thì có sẵn cháo sữa, và trước cửa nhà ta có vị trưởng lão đứng chờ, thì bây giờ ta phải cúng dường trưởng lão mới được. Thì lúc này Tâm Bá Đa Thí Cá mới dọn dẹp và Tâm Bá Đa Thí Cá mới mang cái món cháo sữa qua một bên, và khi mà ra đảnh lễ ngài xong á, thì vào ngồi trong nhà thì ngài xớt cháo sữa vào bát và dưới thêm bơ, rồi đứng hầu quạt trưởng lão. Vì đã lâu không ngài không có dùng cháo sữa nên là Tâm Bá Tha Lý Cá cảm thấy thèm ăn dữ dội, và trưởng lão biết được cái tâm trạng của ông ta mới bèn bảo: này gia chủ, ông hãy đạo độ một phần cháo của ông đi. Thì Tâm Bá Đa Thí Cá liền trao quạt qua tay người khác, và rồi Tâm Bá Đa Thí Cá dùng cái món cháo sữa cho nó qua cái cơn thèm. Khi mà trưởng lão lúc đó ngài lại bảo cái người quạt hầu rằng: hãy đi qua hầu gia chủ của ngươi. Thì khi được quạt hầu như vậy thì Tâm Bá Đa Thí Cá đổ cháo lo xong thì lại đứng hầu quạt cho trưởng lão, và lúc này thì chờ trưởng lão độ xong thì thỉnh bát đi rửa. Thì lúc bây giờ ngài Xá Lợi Phất mới tụng kinh phúc chúc thí chủ, nói lên cái lời phúc chúc, nhưng mà thí chủ không có đưa tâm của mình theo dõi những cái lời pháp của ngài thuyết. Và trưởng lão mới suy nghĩ rồi hỏi: này gia chủ, tại sao ông không thể đưa tâm an tịnh để theo dõi cái pháp thoại như vậy? Thì chúng ta biết là do cái vị này đã giết người rất là nhiều nên là tâm lúc này nó chảo hối rất là nhiều, nó phóng dật rất là nhiều, nó hoảng sợ. Khi mà ngài càng nhắc về những cái điều thiện lành thì cái tâm bất thiện này nó lại càng dâng trào lên. Bởi vì bị đó, khi mà đã giết người như vậy thì lúc này ngài càng nói về những cái thiện pháp thì tâm ở bên kia nó lại càng nghĩ đến cái tôi ta là mình đã như thế này như thế kia. Thì bạch ngài, vì tôi hành nghề thô bạo đã lâu năm, giết chết rất nhiều người, thì tôi mãi nhớ đến cái hành vi của mình nên không thể nào mà đưa tâm theo dõi cái pháp của trưởng lão thuyết. Và trưởng lão mới nghĩ là ta phải gạt. Cái từ ở đây ngài dùng cái từ gạt thì đúng thiệt là quả thật. Thôi thì mình dùng cái từ gọi là lúc này ngài khéo khéo nhắc tâm của Tâm Bích Cá quay về với thực tại đi ha. Rồi ngài mới hỏi rằng: ông có tự ý vui thích với việc ấy hay không, hay là bị người khác sai bảo ông làm? Thì lúc này vị đó mới nói rằng: bạch ngài, đức vua ra lệnh cho tôi làm. Vậy thì này thiện nam, ông có làm chi bất thiện đâu. Thì gia chủ Tâm Bá Đa Thí Cá vốn cái tư chất là đần độn. Nhưng mà chúng ta thấy đần độn ở đây trong thời bình nhật, đời sống thường của ngài thôi ha. Chứ mà ngài là sanh là người đại trí đó, kiếp cuối cùng đó. Quên, xin lỗi, người đại trí đó, bởi vì các tu đồ quần sau đó mà. Thì nghe trưởng lão nói như vậy thì tự cho là mình chẳng có cái điều chi bất thiện cả. Nên là tâm của ngài trở nên an tịnh. Và nếu vậy thì xin ngài hãy thuyết pháp. Và trong khi ngài phúc chúc xong thì ngài thuyết pháp xong thì Tâm Bá Đa Thí Cá được cái tâm an tịnh, và khi ngài nghe xong pháp thì đắc được quả tu đầu hoàng đạo. Và rồi tiếp theo đó thì ngài phát sinh lên tâm nhẫn nại, và sau đó thì ngài phúc chúc xong thì trưởng lão đi, thì ông Tâm Bá Đa Thí Cá mới tiến chân ngài một khoảng đường rồi quay lại trở về. Thì một lữ dạ xoa nhập vào một cái con bò cái và chạy đến phúc vào ngực của ngài Tâm Bá Đa Thí Cá và khiến ông ngã xuống và chết ngay sau đó. Và sau khi chết đó, thì ông được tái sanh vào cái cõi trời Đông Xuất. Và lúc bây giờ thì các vị tỳ khưu mới câu hỏi
cùng nhau tại cái giảng đường để khởi cái câu chuyện ông Đao Phủ đã hành nghề thô bạo mãn 50 năm mới nghỉ vì có ít hôn thì trưởng lão Sariputta mới đến và rồi chết ngay thì không biết tái sanh về đâu. Thì khi đó Đức Thế Tôn nghe như vậy, Đức Bổn Sư mới hỏi này, các vị khu hôm nay các thầy bàn luận về cái điều gì? Thì bạch thì nghe Đức Thế Tôn mới nói này, các vị kheo, ông ta đã sanh lên cõi Đâu Xuất Đà Thiên, bạch ngài, ngài nói sao, có phải sau khi giết chết bấy nhiêu thân mạng, trong bấy nhiêu lâu ông ta được tái sanh lên cung trời Đâu Xuất? Phải rồi này các vị khu, may nhờ gặp được các bậc hiền trí vĩ đại, ông ta nghe pháp của Đức Sariputta nên đã được hồi tâm và đắc được pháp nhãn, sau khi lìa đời thì được sanh lên cái cõi Đâu Xuất. Và rồi Đức Thế mới thuyết đến Sapasita cùng Nathana Moha Dittit Tivit bằng Gato. Và sau khi được nghe lời kinh khéo giảng, ông Đao Phủ trong thành phố chứng được pháp nhãn, hợp thời khoan hỷ và mãi đi về thiên giới. Rồi thì Đức Thế Tôn mới thuyết cái bài pháp tóm tắt và ngâm câu kệ này: Sahasam Mati Chewacha Alatha Padap Sanyita Ekang Athap Padang Seyo Yang Sutwa Upak Samati. Dầu cho nói đến ngàn câu toàn lời vô nghĩa thì đâu ích gì, thà lời chí lý thích nghi một câu nghe cũng đoạn ly khổ sầu. Đó là cái bài kệ 100 này, thưa quý ngài và quý vị. Và chúng ta còn 26 phút nữa. Và bài pháp này thì nó rất là tuyệt diệu lắm. Và bài này thì chúng ta nói rằng là các pháp là vô ngã, đúng không? Nhưng mà nó phải hội đủ duyên lành. Như vậy ở đây thì cho chúng ta thấy rằng là dầu là quá khứ có trải bao nhiêu là bất thiện thì nó cũng đã là quá khứ. Nhưng mà nếu nó không có duyên lành thì nó lại tiếp tục được sống dậy bởi những cái tư duy lật lạc để có duyên cho nó tiếp tục. Và dầu là quá khứ nó có tạo ra ngàn các thiện pháp nhưng nó không đủ duyên lành để gặp các bậc hiền trí thì không có lợi ích gì hết. Nó chỉ là những cái lợi ích nhỏ nhoi trong vòng sanh tử luân hồi mà thôi. Do vậy chúng ta thấy dầu là phước báo của chúng ta cỡ nào hay là ác nghiệp cỡ nào, nhưng điều kiện để đắc đạo quả thì khoát phải được trí khéo xả, phải khéo tùy thuận pháp hành ngay thời khắc này để chấm dứt sanh tử luân hồi. Và ở đây nó rất dễ bị tà kiến cái câu pháp cú này. Nếu mà chúng ta đặt vào cái mẫu chuyện thì chúng ta nghe nó rất dễ bị tà kiến. Mà khi chúng ta thuyết pháp mà chúng ta nói rằng là làm ác như vậy cũng được giải thoát,
thì rất dễ rơi vào tà kiến, thưa quý vị, rất dễ rơi vào tà kiến. Như vậy để cho chúng thấy cái tà kiến là cái nguy hiểm nhất mà chỉ có diệu pháp của Đức Thế Tôn, chỉ có lời dạy của Đức Thế Tôn mới chấm dứt được nó mà thôi. Và ở đây chúng ta thấy được rằng là phiền não là quan trọng nhất, là cái manh mối đưa chúng sanh vào trong sanh tử luân hồi. Và cái mà diệt trừ phiền não thì không phải là ai, không phải là tôi diệt trừ được phiền não, mà chỉ có chánh tri kiến, chỉ có trí tuệ mới diệt trừ được phiền não. Ngoài trí tuệ ra không có ai làm gì được cả. Như vậy thì chúng ta mới thấy được trí tuệ bắt đầu từ đâu. Thưa quý vị, Đức Phật đã dạy hai nhân sanh trí tuệ, đó là nghe chánh pháp và như lý tác ý. Nghe chánh pháp và như lý tác ý. Chỉ có mỗi một cái con đường duy nhất này là nghe diệu pháp và như lý tác ý mà thôi. Ngoài hai cái nhân này, chúng ta muốn thực hành một cái điều gì đó thì đều mang những cái ý niệm về ngã hết. Vì pháp nó đã hiện khởi bởi nhân duyên của nó ở đó rồi. Hiện bây giờ đây, cái thấy đang có mặt, cái nghe đang có mặt, cái ngửi đang có mặt, cái nếm đang có mặt, cái xúc chạm đang có mặt, cái cứng mềm đang có mặt. Và nó thực sự là vi diệu pháp, thưa quý vị, mà nó thực sự là pháp. Vi diệu pháp chính là pháp đang hiện thực trong đời sống hàng ngày. Và chính những cái chỗ này, nó lại chứa rất nhiều tà kiến nếu không biết về nó. Nếu không biết về nó. Và chúng ta thấy dầu muôn ngàn trải dài, muôn ngàn kiếp sống nữa, thì cái mà chúng ta nhận được cũng chỉ là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm, cứng, mềm, nóng. Những cái cảm thọ khổ, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả, thọ lạc. Những cái tưởng, những cái hành, cái tưởng của cái thấy, cái tưởng của cái nghe, cái tưởng của cái ngửi, cái tưởng của cái nếm, cái tưởng của cái xúc chạm. Cái tưởng của cái khái niệm, vân vân. Và cái bài kệ này nói lên cái gì, thưa quý vị? Nói lên cái diệu pháp của Đức Phật. Nghe những cái điều đáng nghe. Chính vì đời sống của chúng ta đã nhiều đời, nhiều kiếp chạy theo những cái câu chuyện dài, xuyên qua những cái thấy, nghe, ngửi, nếm đục này. Và không trực nhận được từng cái khoảnh khắc của chúng sanh và diệt, và không có ai cả. Do đó mà vô minh nó lấp ba cái tướng trạng này là vô thường, khổ và vô ngã. Mà vô thường, khổ, vô ngã luôn luôn có đời sống hàng ngày, trong từng khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này. Không thể nào khác được. Cái thấy không thể nào là thường được. Nếu cái thấy là thường thì sẽ không có cái nghe, không có cái ngửi, không có cái nếm, không có cái xúc chạm, không có cái cứng mềm, không có cái nóng lạnh. Nếu cái thấy, cái được thấy là con người, thì nó không có màu vàng, màu xanh, màu đỏ, không có tứ đại, không có cứng mềm, nóng lạnh.
Và nếu cái thấy là ai đó, thì cái nghe nó cũng phải là ai đó chứ. Cái thọ nó cũng phải là ai đó chứ. Không. Cái thấy nó có chức năng của nó riêng. Cái thọ thì nó không phải là cái thức. Nó không biết cái thức là gì cả. Cái thọ nó không biết cái tưởng là gì cả. Cái thọ nó không biết cái xúc là gì cả. Cái thọ nó không biết âm thanh, không biết màu, không biết mùi, không biết vị. Cái thọ lạc nó không biết cái thọ hỷ. Cái thọ hỷ nó không biết cái thọ ưu. Nó chỉ sanh lên bởi cái xúc nào làm duyên cho nó, thì nó hiện khởi một cái cảm giác, và nó cũng diệt đi với cái thức kinh nghiệm nó sanh lên mà thôi. Và qua cái bài kệ này thì chúng ta thấy được rằng là cuộc sống của chúng ta đã chìm, đã chết chìm trong những cái mảng đề tài vô lượng vô biên của những cái được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được xúc, được chạm này. Và nó có muôn ngàn những cái câu chuyện hình thức khác nhau. Câu chuyện về chính trị, câu chuyện về vua quan, câu chuyện về con cái, câu chuyện về vợ chồng, câu chuyện về tăng chúng, câu chuyện về đàn điếm, câu chuyện về dục lạc, câu chuyện về nam nữ, câu chuyện về đàn ông, đàn bà, người này, người kia. Và những cái câu chuyện này nó cứ tiếp nối cái dòng suy nghĩ của chúng ta. Và suy nghĩ thì nó lại tiếp tục tạo ra những cái khái niệm câu chuyện này, và nó lại nhớ tưởng về, và cứ tiếp tục sanh lên hoài như vậy. Và khi có điều kiện, có nhân duyên của nó tụ hội lại, thì những cái câu chuyện này nó cứ đẩy chúng ta vào những cái thế gian của khái niệm này. Và do đó mà Đức Phật dạy cái gì? Dạy cái câu pháp cú này là gì? Để nhắc nhở cho chúng ta là dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Bà để ý cái ta bất kể ai đệ nào đó, mà có cái người không có cái huynh đệ ở đó, mà chúng ta nói chuyện với người khác mà nhắc đến cái huynh đệ này, thì đa phần là bắt đầu cái diễn trình của cái người này nó xấu xa như nào, là tâm của chúng ta nó vẽ vời và nó vẽ ra không còn cái gì tệ hơn nữa. Và nếu mà nó thương á, thì bắt đầu nó diễn trình ra, nó tân bốc lên đủ mọi cách hết. Nó cho là thánh luôn, nó cho cái vị sư đó là thánh, là này là kia luôn, thưa quý vị. Và những cái câu chuyện như thế, nó đã, tâm của chúng ta nó đã tích lũy vô cùng lớn lao trong vòng sanh tử luân hồi rồi. Do vậy mà Đức Phật dạy, dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích thì tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Và chúng ta biết trong kinh Đức Phật dạy, cái vị hiền nhân á, cái vị trí tuệ con của Đức Phật á, thì nó chỉ có hai việc làm. Một là nếu nói thì nói những điều lợi ích, nói về chánh pháp, nói về ngũ căn, nói về ngũ lực, nói về tứ thánh đế, nói về tứ chánh cần, nói về ngũ uẩn, nói về danh sắc, nói về lục nhập, nói về 18 giới, nói về cái chân lý, nói về sự vô thường, nói về sự khổ, nói về sự vô ngã của pháp hữu vi. Thì những cái lời nói này là những cái lời nói mang những cái ý nghĩa thâm sâu, và
Khi người nghe họ thanh lọc, họ thoát đi những cái phiền não, thoát đi những cái câu chuyện đời mà vốn dĩ họ không có muốn nó, nhưng mà họ thường phải sống với nó. Và họ mới, lúc đó họ nghe những cái câu ý nghĩa này mà họ mới mới chợt tỉnh ngộ rằng ô bấy lâu nay thực sự là chưa có một cái câu chuyện nào nó mang cái ý nghĩa gì cả. Mới bắt vào cái câu chuyện của người này thì chút nó lại nhảy qua kia, chút nó lại nhảy qua người nọ, và câu chuyện thì nó không có bờ bến, nó vô định. Nó từ những cái câu chuyện này nó bắt qua cái câu chuyện kia, nó cứ tiếp lối như diễn tiến như vậy, và nó chỉ đem cái dòng suy nghĩ miên man trong si ám, trong phóng dật, trong cái sự hiềm khích chê bai, trong cái sự ganh tị bỏng xẻng tật đố. Do đó mà Đức Phật dạy dầu cái người đó nói ngàn ngàn lời thì quả thật nó không có đem lại cái lợi ích gì cả. Thì tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Cái gì có ý nghĩa trong đời này thưa quý vị? Cái gì có ý nghĩa trong đời này? Chỉ có chân lý là có ý nghĩa thôi. Chân lý thì nó không làm xấu ai cả. Chân lý là đẹp muôn đời. Chân lý thì làm cho tất cả chúng sanh, thế mà đón nhận được thì đều giải thoát và đều dừng nghỉ được cái vòng sanh tử luân hồi này. Vậy thì chân lý, cái câu có nghĩa đó là gì? Là những cái lời nhắc nhở, lớn lời chỉ bảo, những cái lời khuyên dạy của bậc thánh nhân. Và ở đây bậc thánh nhân chính là Đức Thế Tôn Vô Thượng và những cái người con tối thượng của Ngài, như Ngài Xá Lợi Phất, Đức Mục Kiền Liên, hay là Chư Tăng từ trong quá khứ, những bậc trưởng lão, những bậc mà đã thuyết lên diệu pháp của Đức Thế Tôn. Nghe xong là được tịnh lạc liền. Và chúng ta để ý, bất cứ khi nào mà tâm của chúng ta nghĩ về một ai đó là bắt đầu cái xấu cái tốt nó hiện khởi liền. Nhưng mà khi chúng ta thấy cái này là cảm thọ, cái này là tham, cái này là một thực tại, cái này không phải là tôi, không phải là ta, là tâm của chúng ta dứt khoát phải đi đến sự tịnh. Pháp là thiết thực hiện tại đến để thấy. Điều đó là chắc chắn. Do vậy mà khi mà Ngài Năng Đồng, dầu là tâm của Ngài chặt người như vậy trong suốt một cái quá trình nhiều năm như vậy, nhưng mà khi được nghe bậc hiền chí nói về chân diệu pháp rồi thì tâm của Ngài hoàn toàn không có nghĩ rằng tôi ta nữa, mà Ngài thấy đó chỉ là những cái duyên của phiền não nó sanh khởi, và Ngài không chấp nó là của tôi nữa. Ngài hoàn toàn không chấp nó là của tôi nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng dầu là chúng ta có tạo ác nghiệp bao nhiêu đi chăng nữa, ở trong quá khứ thì nó vẫn chỉ là quá khứ. Chúng ta hãy để nó ở đó. Và nó đã thực sự diệt ở đó rồi. Cái khoảnh khắc thấy của sáng nay nó không bao giờ sanh lại trong vòng sanh tử luân hồi, dầu là một lần nữa cũng không thể có được. Không thể có được. Khoảnh khắc nghe cũng vậy. Khoảnh của tham, của sân hôm qua cũng vậy. Của khoảnh khắc trước cũng vậy.
vì nó chỉ hội tụ bởi cái duyên đó, mà duyên đó nó đã diệt rồi thì nó không thể sanh lên được nữa, bởi vì cái gì đã diệt thì không bao giờ sanh. Vì sao vậy? Vì nó không có cái duyên cho cái duyên diệt, mà nó chỉ có cho duyên sanh mà thôi. Và chính cái duyên sanh đó, nó vừa sanh nên nó diệt đi nên, do đó cái pháp đó nó diệt tận đi, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng cái thấy hôm qua cũng là cái thấy hôm nay. Không có, mặc dầu nó chỉ là cái thấy, nhưng nó hoàn toàn không phải là cái thấy của hôm qua, không phải là của cái thấy ngày mai. Không, không có chuyện đó, thưa quý vị. Do vậy, tất cả phải được xả ly. Vì không xả ly thì nó cũng không sanh lại. Và cái mà chúng ta sầu muộn nó vẫn là khoảnh khắc phiền não hiện tại, bởi những duyên riêng của nó trong hiện tại mà thôi. Chúng ta nhớ về vẫn là cái tưởng hiện tại, chứ không phải là cái tưởng của quá khứ. Điều đó không thể được. Điều đó không thể được. Như vậy, những cái điều mà đã làm trong quá khứ, dầu là bất thiện nào, thì những cái hành động, những cái phiền não đó, nó đều đã diệt ở trong quá khứ. Như vậy tại sao mà bây giờ nó vẫn có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái lếm, cái xúc chạm? Thì chúng ta biết rằng nó vẫn còn duyên cho nó sanh khởi. Nhưng mà nó không phải pháp đó. Như vậy tất cả pháp chỉ được hiểu để được trọn vẹn về nó, chứ không phải để chúng ta làm bất cứ một cái việc gì cả. Bởi vì cái pháp nào nó có duyên, nó sanh thì nó chỉ hiện hữu ở đó một khoảnh khắc và nó tan biến mất mà thôi. Nếu như không có chánh niệm, không có trí tuệ ở đó thì nó cũng đã diệt rồi. Chúng ta có mong cầu cũng không được, mà không mong cầu cũng không được. Như vậy thì chúng ta thấy chỉ có thực tại và thực tại thôi. Kể cả chúng ta có nghĩ về quá khứ, thì cái mà nghĩ về quá khứ đó thì đó là cái đối tượng của cái nghĩ đó thôi, chứ cái nghĩ đó vẫn là hiện tại. Chứ không có cái gì ngoài cái sát la hiện tại được cả. Và tất cả pháp hữu vi, dầu là nó xấu, nó tốt, nó đẹp đến bao nhiêu chăng nữa, kể cả là trí tuệ, thì cũng không phải của bất cứ ai cả. Không. Trí tuệ không phải của ai hết. Trí tuệ cũng không phải của Đức Phật, không phải của các vị A-la-hán. Trí tuệ chỉ là trí tuệ, nó làm cái phận sự của nó thôi. Tham nó làm cái phận sự của tham, sân nó làm cái phận sự của sân, thấy nó làm cái phận sự của thấy, nghe nó làm phận sự của nghe, ngửi nó làm cái phận sự của ngửi. Không có ai ngăn cản được nó cả. Bởi vì sao? Bởi vì nó vừa sanh nên nó diệt rồi. Chính vì vậy nó giữ nguyên cái bản chất của nó. Vì sao nó giữ được bản chất của nó? Là nó chưa thành cái gì cả, nó đã diệt rồi. Nên là cái thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, cảm thọ khổ vẫn chỉ là cảm thọ khổ. Nó không thể đổi cho nhau được, nó không thể đổi chác cho nhau được. Các cái căn môn này nó cũng không thể đổi chác cho nhau được. Và chúng ta có tạo tác cái gì trong cái vòng sanh tử luân hồi này thì nó cũng quanh quẩn là thiện hay bất thiện, hay quả hay là duy tác mà thôi, những cái tâm đó thôi. Và hàng ngày thì chúng ta thấy bốn cái loại tâm này nó có mặt suốt cả ngày. Chúng ta đừng có hỏi vi diệu pháp ở đâu cả. Cái thấy là quả đó, cái mà tác ý hướng về cái thấy chính là tâm duy tác đó. Cái tiếp thu của cái thấy, cái quan sát của nó chính là quả đó.
Và cái đoán định của nó chính là duy tác. Và những động lực của đó chính là thiện hay bất thiện, hay là duy tác ở ngoài, ngay những khoảnh khắc này mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là vô minh, chúng luôn luôn đeo bám cái thiện ác này, cái thích và ghét này. Chúng vô minh nó luôn luôn đeo đuổi cái thích và ghét này. Nó bám chặt vào trong cái thích và ghét đó. Chứ vô minh nó không bao giờ sanh được ở đâu? Vô minh nó không bao giờ sanh được ở Niết Bàn. Nó không bao giờ sanh được ở cái tướng thấy được vô thường của vô ngã. Và cái minh nó không bao giờ sanh được, không bao giờ vô minh nó sanh được ở cái tâm duy tác. Và nó cũng không bao giờ sanh được ở tâm, nó không bao giờ đeo bám được cái tâm siêu thế. Do vậy mà chúng ta cần phải nghe những cái câu có ý nghĩa này thì nó mới xóa sạch được vô minh. Nó xóa sạch được vô minh. Hằng ngày chúng ta tưởng là khổ đế là cái gì? Nhưng mà cái thấy là khổ, cái nghe, cái ngửi, cái xúc, cái chạm là khổ. Cái mà cho và nhận cũng là khổ. Nếu mà người này cho mình, cúng dường cho mình, tâm của mình nghĩ cái người này tốt với mình phải đối xử như thế này, như thế kia, ta phải nói những cái lời chiều mến như này, như kia, ta sợ rằng nói những cái lời mà như này, như kia, người đó sẽ cười ta, vân vân. Phiền não không à, thưa quý vị. Không khổ là gì? Những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm, cứng, mềm, nóng, lạnh, âm thanh, màu, mùi, vị, hoàn toàn là khổ đế hết. Khổ đế nó nằm ở đâu? Nó sờ sờ trước mặt của chúng ta đó thôi. Và chúng ta tham cái gì? Tham cái khổ đế, tham màu, mùi, vị, chất, tham âm thanh. Tham cái gì? Có phải là tham khổ không? Và tham cái khái niệm là cho là người này tốt, người này kia, vân vân. Đó không phải là tập đế là gì? Những món ăn ngon, những cái miếng thịt tử thi, nấu canh xào ở đó, mùi thơm, mùi nó bốc dậy, tâm tham ái nó hiện khởi ở ngay đó thôi, chứ có cái gì đâu, thưa quý vị. Chúng ta tưởng rằng ví diệu pháp nó ở đâu đó, nhưng mà không phải. Cái cứng là ví diệu pháp, cái mềm là ví diệu pháp. Nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm hàng ngày là ví diệu pháp. Là quả luân, là nghiệp luân, là phiền não luân. Và chúng ta thấy ngày mai cũng vậy, mốt cũng vậy, và muôn ngàn kiếp sau nó cũng vậy. Nó xấu, nó tốt đẹp như nào thì nó diễn tiến theo cái vô minh và ái, hay là nghiệp thiện và bất thiện như nào thì nó vẫn cho quả. Cái quả đó thì cũng vẫn là những cái thấy theo hình thức này, hình thức khác mà thôi. Cái thấy, có cái thấy ở trên trời, có cái thấy thì ở trong hang, có cái thấy thì ở động trong nhà. Có những cái thấy thì nó chui xuống bùn, rút xuống bùn như con đương con chặt vậy thôi. Nhưng mà nó cũng vẫn là cái thấy. Cái hình thức bên ngoài thì cái ngũ uẩn nó diễn tiến theo nghiệp chúng ta nhìn, thì chúng ta thấy nó đa dạng là do nghiệp. Chứ còn bản chất của các thực tại là nó cũng chỉ là như vậy thôi, không thể khác hơn được. Và chúng ta nhớ rằng ai thấy được cái cứng, ai kinh nghiệm được cái cứng, thấy nó vô thường, người đó sẽ thấy được Đức Phật. Ai thấy được cái nghe, cái ngửi, cái lếm, cái đụng, cái xúc, cái chạm này, người đó sẽ thấy được tại sao có phiền não, tại sao có vô minh, và vô minh nó ở đâu. Và người đó cũng sẽ diệt trừ được vô minh. Đời sống của chúng ta là cái pháp nó hiện diện suốt cả ngày. Chân đế, cái pháp nó hiện thực suốt cả ngày.
Nhưng mà chúng ta bị quên về nó. Ôi, tới giờ rồi. Giờ con xin ngưng ha. Như vậy thì cái lời nói có ích, dầu là một câu thôi, nó có ý nghĩa, tức là nói về cái chân lý, cái sự ly tham, cái sự đoạn định. Nói những cái lời nói đem đến cái sự an lạc cho tâm, đem đến cái sự xả ly cho tâm, thì dầu là một lời nói thì nó cũng tràn đầy cái ý nghĩa, và nó động lại trong tâm trí, và tâm trí của họ bừng sáng lên cái chân lý, cái diệu pháp. Và ở đây thì cái lời nói có ý nghĩa chính là lời nói của bậc hiền trí, là Đức Thế Tôn Vô Thượng và Nhân. Và chính vì vậy mà Ngài Lâm Đồng đã không còn có cái tự ti mặc cảm, không còn có ý niệm về ngã, rằng tôi là như này người kia. Và Ngài thấy thật sự phiền não này không do ai cả, mà chúng chỉ do duyên và sanh khởi, nên Ngài đã chứng đắc được đạo quả. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng tất cả những cái gì nó sanh khởi, nó hoại diệt, thì nó đều tùy thuộc vào duyên của nó. Dầu người đó có làm phước bao nhiêu, nhưng mà người đó không có hội tụ cái duyên lành để gần các bậc chân nhân, thì những cái phước báo đó nó cũng không có đem đến cái nhân mà để cho giác ngộ. Rồi những cái người mà làm ác bao nhiêu nhưng mà cũng không gặp được những cái bậc chân nhân này, thì cái ác nghiệp của họ, họ cũng phải chấp trả quả trong những cái đời sau. Nhưng mà được gặp bậc chân nhân rồi thì cái phiền não, cái lậu hoặc sẽ được chấm dứt. Và cái phiền não lậu hoặc mới chính là làm cho tất cả chúng sanh đau khổ trong vòng sanh tử luân hồi. Và chỉ có cái lời nói trí tuệ thì cái tâm này nó mới bùng vỡ ra cái sự chấp thủ, cái vô minh được. Chứ còn không có những cái lời chân lý, không nghe được những cái lời này thì cũng không có thể nào mà giác ngộ được, dầu là phước báo cỡ nào đi chăng nữa. Đó là điều mà cái bài pháp này, do cái câu chuyện nó dài và còn cũng muốn nói thêm, nhưng mà thời pháp đến đây là vừa đủ rồi. Phước báo phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư tăng và tất cả quý đạo hữu Phật tử, mong cho tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, mong cho quý ngài, quý vị tùy hỷ những cái phước báo này để sớm chấm dứt được sanh tử luân hồi, và con nguyện phước báo này để thành tụ ba la mật, chứng đắc được đạo quả. Và con xin dừng bài pháp ở đây. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Ma Ya. Nam mô Sang Kha Ya. Sa Thu Lành Thay. Chúng con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng nghĩa từ dựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú số 100 cho hàng Phật tử chúng con hiểu rõ và cố gắng thực hành theo những lời Phật dạy, không thoát khỏi tử sanh luân hồi. Con thấy Thượng Tọa Minh Hạnh đã rời rung, con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn phúc chúc cho đạo tràng để chúng con tròn đủ phước báo. Phước báo con kính dâng mít đến sư. Phawatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba buddha anuphavena sada suthi bhavantu te. Phawatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhamma anuphavena sada suthi bhavantu te. Phawatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sangha anuphavena sada suthi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Xin như quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, chúng con thành kính tri ân sư Tuệ Nhẫn. Chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã từ bi quang lâm đến đạo tràng, chứng minh cho lớp học được thêm phần phước báo
Chúng con rất hoan hỷ sự hiện diện của quý ngài. Chúng con kính ngài thân tâm luôn an lạc, an vui trong đời sống phẩm hạnh và đạo quả sớm viên thành. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, kính cảm ơn quý đạo hữu, anh chị em đã hiểm trợ cho phần hạnh trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Kính chúc tất cả quý vị hiện diện trong đạo tràng luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Kính mời toàn thể đạo